Phùng Ngọc Huy tuyên bố giành được quyền nuôi con Mai Phương. Nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy thông báo trên trang cá nhân về việc được thừa nhận là người có toàn quyền nuôi dưỡng bé Thiên Như. Ngọc Huy cho biết, thời điểm hiện tại, Huy đã được toàn quyền nuôi dưỡng và chăm sóc bé La Vi theo đúng quy định của pháp luật. Huy xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, nơi bé La Vi đang cư trú, lãnh đạo hội, ban phổ biến giáo dục pháp luật của hội. Huy vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ để cha con sớm ngày được bên nhau, và Huy xin khẳng định lại một lần nữa, đối với Huy, con gái La Vi luôn là ưu tiên hàng đầu. Huy sẽ không bao giờ để con thiếu thốn yêu thương hay phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, Phùng Ngọc Huy khẳng định. Về việc ủng hộ tiền bạc cho La Vi, Phùng Ngọc Huy cho biết vì đã quá nhiều, anh đề nghị mọi người dừng ủng hộ vì anh đủ khả năng lo cho con. Số tiền đã quyên góp sẽ giao hết cho ốc Thanh Vân để lập tài khoản riêng cho bé La Vi, do bé toàn quyền sử dụng khi tròn 18 tuổi. Dưới bài đăng của Phùng Ngọc Huy, nhiều nghệ sĩ để lại lời chúc mừng. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường viết, chúc mừng em và La Vi, Mai Phương sẽ phù hộ cho hai bố con. Trước đó, các nghệ sĩ Hồng Vân, Trịnh Kim Chi và Vi Oanh cũng đồng lòng ủng hộ Phùng Ngọc Huy nuôi con. Ốc Thanh Vân chia sẻ thông tin từ Phùng Ngọc Huy và viết, tin tốt từ ba bé La Vi, Phùng Ngọc Huy, em an lòng nhé Mai Phương, ai cũng mong chờ điều tốt lành này. Cay mắt vì xúc động, xin cảm tạ tất cả.